Nên các con là phải tri ân thành hậu thì mới giao đây cho Thanh Hòa làm con đường, mà rồi nay thì cũng chưa có thấy được bao nhiêu hết, thì chắc là tới đây cũng phát triển. Các con cho một đàn phát thai ủng hộ con. Công sức rất là nhiều mà công sức nè. Ai quá đầu tổng hết để chúng mày ở đây là xin chào năm con đạo thành hậu và Tấn Dũng Châu Phú là hai được với Thanh Hòa, thì công sức của thành hậu phải trung tâm góp sức với mấy người góc trời ngày hôm nay là do một sai thành hậu. Và nhờ tình thương của Tấn Dũng như Châu Phú và Thanh Hòa, em hôm nay thì má cũng chào con. Thì trước đây thì má người có mua miếng đất của Thanh Hòa là không biết giờ mấy công vậy, 500 triệu. Thì trước đây giờ má cũng nói lên đây giờ cho con trong đồng đội, trong đồng đạo tràng. Thì ngày nay má về thì trước đây má cũng nói Thanh Hòa đó, thì bây giờ má cũng dâng lệnh Phật tổ thầy má về đây để lập ngôi nhà Lâm Thánh Chúng, các con đồng tâm ủng hộ về cho má. Thì má chưa có đứng tên, nhưng qua con đạo và trong đạo tràng á thì cũng đề nghị má này, tại vì má nói chung là má cái đời thì má rất là dốt, không biết chữ, thì sau này tránh những cái hiện tại và sau này thì má về chuyến này á thì má cũng nói với Thanh Què đó, thì cái gì mà bán cho má muốn đất thì phải con đường thì cũng có để cho chồng. Mà các con hôm đó là mà ký tên như chưa lăng cai, đây các con lăng cai cho Thanh với tụi con lăng cai đây hai tấm á,
tại vì trước là một tấm là canh què là để chứng minh nhân dân, rồi bây giờ canh què nó là chưa có làm căn cước thì tấm sao, thì bây giờ má mười chuyến này về á thì má mười có nói qua là để má mười á nhờ thành hậu chung tay góp sức với má để đập ngôi già lam đánh trúng, hoàn thành xong thì con dắt má mười đi ra để trứng ấp để má mười có trình để cho học lại để má mười về đây chỗ thời gian là có thể là nơi đây rồi dưới lại tạm thời là con biết tên, nhưng chuyến này má về má cũng nói thanh hoàng đó là tất cả trong đoàn là con đạo á, lại kỳ này má về rồi má cũng kêu thanh hoàng đó để dắt má ra đó, thì má cũng hồi ý đó cả con đạo với nghệ sĩ và toàn thể. Thì kỳ này má đứng tên, thì bây giờ má đồng tâm hỏi các con là Thanh Hòa, Thanh Dũng với Thành Hậu, vợ chồng Tham với cho đầu chứ con đâu, như vậy là có tốt không đó con? Má quyết định vậy đó nha, má đứng tên. Dạ, nãy giờ má nói. Trước đây má cũng có nói Thanh Hòa, má muốn đất Thanh Hòa đó 500 triệu, nhưng mà thứ nhất là chưa có thành lập cốc trại hết, tạm thời là Thanh Hòa là đứng tên trong cái sổ. Thì bây giờ tất cả con đạo tất cả đồng tâm là hiệp sức nè, sau này có những cái chắc trở hiện tại trước mắt thì sau này các con về mà nó cũng nhiều điều chắc trở. Thời chiến này má mới quyết định là về đây để má chưa Thanh Hòa, má nói khi mà má nhờ Thành Hậu á má chung tay góp sức với má thành lập xong ngôi nhà làm đến chúng này, thì dắt má ra trường ấp rồi má cũng như là cho nó học lại để thành tiền má về đây, chứ má không có ở ké ở đây hết á. Thì từ này má quyết định theo con đạo trong đoàn đạo gì đó, nó phải đứng tên cái sau này có rối ở điều này. Má có những cái trí nghệ ở trong đó là cũng nhìn ba cho Thanh thì cũng như là con trưởng, thì má nói vậy thì các con có đồng tâm. Dưới đây là con Tấn Dũng là 1, Thanh Hòa là 2, Thành Hậu là 3, Đông Vũ là 4, thay rồi Lan Hai Được là 5. Thì má nói vậy các con có đồng tâm má gì đâu, tại vì trước mắt là có những cách trở mà thì má không thể nào nó hát ý được. Rồi thì má mời Thanh Hòa vô với Thanh Hậu thì chú có đầy đủ hết. Ừ, má đi lại Thanh Hòa. Bây giờ là trước đây á bà vô đây em coi đây mà cấp chủ cầu anh lên thích là ngang chút quen ở đây chủ gặp anh ba cho em tất cả là đồng tâm á. Rồi là điểm thứ ba con nuôi heo, hiểu chưa, bán heo và mừng heo, thương thai cái thất tổ cô Quyền chết rồi lộn lại đầu thai thuốc cầm, nhưng các con không biết âm thầm nuôi rồi cho lớn vậy thì bán đi ăn lộn và nuốt lầm nha các con. Tại sao Phật kiếp cấm là sát sanh? Sát sanh là tội đứng đầu, tội này dương thế mẹ hầu chẳng tha, lệnh này lệnh của cha già Di Đà Thọ Ký tăng tòa sĩ phong. Cho nên lão đầu mà nói về tiên đạo, Phật đạo, thắng đạo và thần đạo, con heo mà con mằng con cúng đó là tiền kiếp bà nội con, phải con cháu mần lộn, con có thừa nhận như vậy không? Có thừa nhận hay không? Nếu má nói sai, má xin gánh chịu. Tại vì sao? Lưỡng thận. Tại vì sao má thấy giang hồ đồn má là có con mắt thứ ba,
lỗ tai thứ tư, hiểu chưa? Tại con chẳng biết lỗi lầm, cũng như ba tánh âm thầm mà sát sanh, hiểu chưa? Cho nên mai đấy ngày hôm nay lấy gương của con mà phục sinh cho khác, con cũng má mờ không tái phạm. Sát sanh là tội đứng đâu mày? Tội này dương thế mày hầu chúng ta làm để duy trì cái mẫu. Lĩnh này lĩnh của cha già là cha Ngọc Hoàng Thượng Đế, mà Di Đà Đức Phật A Di Đà mà các con đường niệm hàng ngày nha. Di Đà thọ ký là xuống bút bút quê là cái nha, thế gian gọi là bút xa là gà chết. Di Đà thọ ký thì tam tòa định phần, cho nên khuyên con sớm mới ăn năn. Má đây đứng trước tam tòa mà kính trinh, kính trình thất tổ quay linh cổ quyền thất tổ vậy thì chúng ta những gì con đã gây ra thành tâm sớm nói thì Phật ra niết bàn. Bây giờ chư Phật hai hàng đang mà sàng sải vậy thì thế gian thì thôi, nay con có duyên đi với má, việc gì con đã làm, nhưng con còn mắc nghiệp khẩu nha. Vợ chồng vợ chồng như đũa có đôi, không tu thì phải mù coi một mình. Chuyến đi này nếu mất sinh thế gian này là phải có lời hứa, phải làm tờ là tự kiểm bản thân. Con phải ăn chay trường vì con đã giết lầm và ăn lộn. Con có giết heo không? Có nuôi heo không? Có bằng heo không? Nó hỏi vậy thôi. Con có làm thợ làm với con nói làm, nhưng mà có hay thôi. Không nó hỏi chị đó. Con kêu người khác giết là con là tội nặng đó, hiểu chưa? Nhưng mà con quá vô minh. Bà nội con đó đào thai lại thành heo. Tất cả động vật thú cầm vào nhà mình là có duyên kiếp hết. Tất cả nơi đây đều có duyên căn trong Phật môn đó. Ngôi nhà này là ngôi nhà Lam Thánh chúng. Thì thầy nói là tóc chạy khôn ở chạy dạy cất chùa. Đó là má nói chùa. Mà khôn ở chạy dạy các nhà. Thế gian này là tạm bợ. Chuyến đi này má dắt tất cả các con đi phục sinh linh tánh để trở về như thế giới Như Lai, để đào thai không còn luân hồi đau khổ nữa. Bằng cách tụi con phải tự kiểm soát chân tâm Phật tánh, đi đứng nằm ngồi những việc làm có đúng chánh pháp hay không, thiện căn nhớ. Rồi má chỉ xin thôi, còn đặng được hay không về nhà má, má làm lễ. Tại vì má thấy con của con ra đầu một nơi, chân một nơi, tay một nơi, máu me, hiểu chưa? Má là người trường trai tiệt dục, trường trai tiệt dục mới màu, không còn dương thế ngõ hầu mà thảm thương. Đó là dân lĩnh thiên đường xuống trần giáo pháp dẫn đường mà hàng sanh, hiểu chưa? Má là phải trường trai tiệt dục chứ. Người không nói đạo đức mà việc làm hành động đúng như đạo đức là Phật nói. Con nhìn má nè, sao mình con lại động tâm cái chuyện của khác vậy? Cái đó gì cũng được nhưng mà không có cái chụp này thì... hiểu chưa? Tại vì nếu má không hướng dẫn các con thì má về trở về nó cũng được. Nếu má nói sai lời là phải bị thiên ấn ngũ lôi. Má thề thế gian này xe đụng xe cản bình thường, cái gì quý thường. Nếu má nói sai lời được, thiên ấn ngũ lôi, con biết ngũ lôi, ngũ lôi là ấn của Phật tổ. Dù cho có lãnh định trời xuống phàm cũng phải hạ mình với chúng sanh. Con nhớ rằng chuyến đi này đi cho mắt trọn hết một ngày, không biết mấy đứa này làm ăn dưới kinh doanh không đó, mà má nói 5 ngày lắm là 10 ngày là 10 ngày chứ không phải như con. Vì má thấy trước đây
vì tại sao con lại bỏ Dung Nhi, quá nghèo, quần áo không đủ mặc. Nó chính thành tâm con quan hệ cơm gạo không đủ ăn, chồng thì dở, vợ thì tệ, sinh đẻ nhiều để nhập, sinh đẻ ra cho nhiều, chồng ăn mài vợ sinh nhập con, các con vào cái ban sau. Cho nên nó là Dung Nhi đó nay là hai mấy tuổi rồi, chứ không phải mà khi con bỏ, hiểu chưa? Giang hồ nó đồn má đó, cai quản địa ngục thành thách quan, những vị nào mà phá thai nậu thai đều phải lập ngôn, cái phước ngôn nào đó, ngôn là lời nói, lập cái phước ngôn nào đó hay lập một cái phước đạo gì đó, bố thí gọi là bố thí pháp là tuyệt vời, bố thí gạo với cái tiền, cái đó là gọi là bố thí tu phước. Còn các con là tu huệ, nhẫn nhục nhịn nhường là thiên đường Phật đạo, chữ nhịn là chữ phước, con hiểu chưa? Chữ nhịn là chữ phước, chữ nhẫn là chữ đức. Cho nên vợ chồng con thất khẩu đáng nhịn, dù con có tài giỏi đến đâu nhưng chồng đã đi cưới mình, cái ơn chồng đi cưới nha, nặng như núi sông như biển. Con về mà sữa từ hay ngon, con còn hồn mát. Nghe nó nói thôi bây giờ là má lấy ở đây để chuyển quá con nha, ngày mai á là để cho bé về với Châu Thanh, con ở lại trình với khác, hiểu chưa? Rồi về sau với má, má còn hai chiếc xe mà con đảo tới rồi. Mỗi đứa đây là mỗi đứa một chiếc hết, không có đứa nào mà không có xe nào mướn cả, hiểu chưa? Con đào má mỗi đứa một chiếc, má đi lần mấy chiếc chứ không phải một chiếc đâu con ạ. Thôi bây giờ không phải là má nói để khoe đâu, nhưng hầu như là về với má là làm như là ơn trên rộng lòng mà thương xót, cởi chứ nhất là cởi mở tâm linh, chứ gì phải đức tin nha, niềm tin còn dở còn đúng luôn, chứ đức tin là phải tuyệt vời, đức tin mới là đúng, còn niềm tin là tu gì cũng tu sư hướng. Ta là tín đồ Phật giáo Hòa Hảo, đi đâu cũng hiên ngang. Ta là tín đồ của Bổn Sư, đi đâu cũng hiên ngang. Hiên ngang chứ không phải là ngang tài. Ngang. Về về nhà má, má làm lễ. Làm lễ đó. Để quyên thần, để tích tụ tinh quang, để rác phần hồn. Quyên con, sống thì tu phần xác, hát phải tu phần hồn. Gọi là má về má làm một đại lễ em để rác hồn là giống như cũng như má như bác sĩ, má lụm cái tay má lụm cái chân nó rác, gọi là siêu độ quần hồn. Còn ngày qua má đại lễ á là cầu nguyện chung là con đạo với nghệ sĩ, con biết các con là họ gần tiếng, các con là tiên không bị đỏ, má là bị đàn chứ không phải lạnh lịnh ở đâu. Các con đây là bị đỏ, má lại bị đài, chứ cùng nhau hàng ngày nhiễm hợp đó.